trốn ngay. Nào, em có thấy chỗ này hơi chật so với hai người không? Chúng ta cùng chơi nhé. Cốc cốc cốc, có ai ở nhà không? Ôi thôi rồi, thật là phí phạm thời gian. Chỗ này chẳng có gì cả, vẫn còn hai hộp nữa, chắc chắn là có ai đó. Mình phải thoát khỏi cậu ta mới được. Mèo thường thích gì nhỉ? Ồ, là ánh sáng. Bắt được rồi, bắt được rồi. Đừng chạy đi đâu cả. Cậu đi đâu vậy? Ao! Cậu sẽ không thoát được đâu. Ôi trời ơi. Ôi yeah, giờ là lúc dùng đến móng vuốt nhọn nhất. Các cậu à, hãy nhấn like video này để cứu mình với nha. Làm ơn đi mà. Wow, cảm ơn nhiều lắm. Cậu ta chính là của mình. Quý ông ga à, cậu lại lãng phí hơi thở của mình rồi. Ủa, có chuyện gì vậy? Chào cậu nha. Ôi trời, cậu ấy lại trốn thoát mất tiêu rồi. Yên lặng nào, là em đây. Mình hết hơi với cậu rồi. Mình sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Mình nên làm gì với cậu đây? Mình có ý này. Để em xem nào. Di chuyển, nhanh. Chị cũng muốn nhìn xem cậu ta đang làm gì thế. Cậu không thoát được đâu. Tặng này. Thật sao? Mình thích quà lắm. Cảm ơn nha. Gì đây? Là gì đây? Là chuột à. Đập tay cái nào. Tên mèo ấy đã đi rồi. Hay lắm. Để xem nào. Sao phòng bừa bộn quá vậy? Tụi mình làm gì vậy nè? Bắt tay vào dọn dẹp thôi. Tránh đường ra coi. Bàn, giường. Sao mà nặng muốn chết vậy? Sắp xong rồi. Tiếp đến là tấm thảm. Bên này là cổ khát nát. Được rồi, nếu vậy thì chỗ đất đây ở bên đây. Sao chị chả tự động não được chuyện gì hết vậy? Mà mình thù dai lắm đó nha. Mình cũng muốn nữa. Phải kiếm tấm màn. Ủa, tạo chiếc lều trên giường nữa. Ồ tuyệt, mình biết rồi. Mùa săn cuốn chính thức khai mạc. Thế này sẽ an toàn hơn. Ồ, đầu của mình. Nhỏ cuốn khờ này, em có dừng chị nha. Ồ, cũng đẹp phết nhỉ. Mê quá trời. Gì thế này? Bàn đầu giường xinh xắn. Hơi nặng đó nha. Bắt tay vào việc thôi. Dùng bìa cứng bọc lại. Vẽ miệng nè. Chị tính làm gì thế? Cắt ra. Tuyệt vời. Giúp mình nha. Cảm ơn. Nhiều màu sơn này là đủ rồi. Tô màu trực tiếp lên nè. Em quậy quá đấy. Đừng chọc chị nữa. Đừng hòng cản chị. Sắp xong rồi. Gắn thêm đôi tay vào thôi. Trong lúc đó, cứ ăn thôi. Giờ đặt chiếc bàn lại bên cạnh giường. Tuyệt vời. Ngon quá đi. Gì thế hả? Ăn chưa chùi mép kìa. Ồ, ra là thật à. May mắn là mình nảy ra ý này nè. Tách phần muỗng ra, rồi dán lên dĩa. Cố định quanh dĩa. Rồi thêm tấm gương ở giữa.
đỉnh luôn. Để trên tủ đồ còn đẹp hơn nhiều cơ. Ô chao, dễ thương quá à. Sợi dây có vẻ hay nha. Kéo dây thì sao nhỉ? Tấm thảm à, đúng lúc đang cần. Ô wow, mình cũng muốn tấm thảm. Xê ra coi. Gì thế này? Tôi không có cần hạt bông tròn. Đừng buồn vậy mà. Sao bất công quá vậy? Mình có ý tưởng này. Tự thiết kế tấm thảm bông tròn tuyệt đẹp thôi nào. Giúp mình xíu với nha. Cảm ơn. Triển liền nào. Làm tấm thảm hình đầu khát nát nè. Trông ngầu quá ta. Giờ chỉ cần cắt theo đường viền và tấm thảm xong rồi đây. Em gái yêu, tặng cho em nè. Xê ra. Tấm thảm cũng gì và này nọ đó chứ. Dọn dẹp thôi. Đem chiếc đèn yêu thích đến nơi phù hợp tốt hơn thôi nè. Tuyệt vời. Đèn sàn này đúng là siêu sáng luôn đấy. Không còn bụi nữa nha. Cây đèn yêu thích đó hả? Ủa, ngã mất rồi. Xu ghê đấy. Phải trốn thôi. Đèn của mình. Không, bị hỏng mất rồi. Năn nỉ mấy cậu, hãy bình luận ai là hung thủ nha. Từ từ, cứ bình tĩnh. Mình sửa được mà. Trước hết, lên kế hoạch cải thiện cây đèn. Đôi mắt chỗ này. Gắn tay hai bên. Triển thôi. Gắn đôi mắt và mũi bông tròn. Đến miệng rồi tai nữa. Chiếc đèn sàn y như mới vậy. Giờ phải nghỉ ngơi xí. Cuốn con ngủ kìa. Tuyệt. Vô tình mình lại có bịt mắt đỉnh lắm đấy. Tân trang lại xíu thôi. Chị ơi, em có bịt mắt ngủ này đã gấp 10 lần luôn. Mơ đẹp nha. Ngủ thôi. Sao không nhìn được gì cả? Sàn nhà cứng quá ta. Nhìn chị kìa. Sao em vui thế? Chị cứ coi đi nè. Wow, đẹp quá à. Chị đúng là khờ biết không. Giờ mình giống y hệt đất đi. Chỉ cần đổi màu mắt nữa là xong. Tuyệt vời. Gặp đất đây đi. Hả? Còn mình thì sao? Phải tự vẽ mặt nạ cho mình thôi. Rồi đeo kính khát nát vào. Gặp khát nát đi nào. Không được rồi. Khát nước quá đi. Cho mình xin miếng nước nha. Cảm ơn nhiều. Đồ ăn vặt kìa. Ngon quá đi. Quá đã. Có vẻ căng bụng rồi. Nhưng mà không biết để rác ở đâu bây giờ. Cuốn con chụp lấy nè. Gì hả? Sao nhiều nắp chai quá vậy? Sáng kiến vừa nãy ra rồi đây. Mình gắn chiếc nắp lại với nhau và sẽ hóa thành thùng rác xinh xắn. Em cứ bỏ rác vào đây nha. Mơ đi. Sao cũng được, để chị tự nhặt. Chuyện nhỏ như con thỏ. Rác là của em mà. Chị đừng hòng lấy nha. Chị cứ giữ cái xô này đi. Trước tiên, cứ cắt bỏ phần thừa đi. Rồi sơn miếng nhựa nha. Gắn tay mèo. Xong rồi. Đồ trang trí khát nát đã hoàn thành. Tuyệt vời. Ôi trời. Gieo hạt giống vào thùng nè. Chị âm mưu gì thế hả? Nhảy múa ca hát á. Em không ở yên xem vụ này đâu nha. May ghê.
Mình luôn giấu thuốc diệt cây dưới gối đấy. Tạm biệt sự sống. Chị dám phá à? Phải lên kế hoạch mới. La 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 la. Phải đào cái cây lên. Kết thúc câu chuyện. La 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 la. Bớt đi nha. Chị ngưng phá kế hoạch của em đi. Coi bé nhện hù chị chết khiếp nè. Ghê quá đi. Biến giùm. Mình ghét nhện. Làm gì đi. Được rồi, đợi xíu. Cố lên. Để chị đuổi nó. Xong rồi nè. Au. Xin lỗi, chị không cố ý đâu mà. Chị có băng đầu nè. Rồi đó, tuần sau em tháo ra là ổn thôi. Xong rồi, em đi ngủ đi. Mình biết làm gì tiếp theo rồi. Chiếc bàn hơi giản dị nhỉ. Tân tiến xíu nào. Xin chào, giao hàng à. Cho mình đặt hàng nha. Đầu của tôi. Sao nhanh ghê ta. Vui hàng thôi. Đúng màu tím luôn nè. Chiếc bàn với một nửa màu tím và nửa thì màu vàng nè. Tuyệt. Cắt bỏ chỗ bị thừa. Chiếc bàn đó hoàn thành. Xém thì quên bén bộ ấm trà. Em ơi, lại đây nào. Uống trà với chị nha. Được rồi, em nghĩ trò này hay lắm. Nhìn kìa. Gì thế? Sao không có gì? Đùa thôi mà, sốt cà chua đấy. Chả vui đâu nha. Chị chán mấy trò nhạt nhẽo này rồi. Chị đi đâu vậy? Trang trí phòng chứ làm gì. Cứ mơ đi nha. Em cần ranh giới chia lãnh thổ công bằng. Bên này của em. Đừng xâm phạm nha. Sao cũng được. Té ra nhìn đẹp mắt đó chứ. Bức tượng khác thường của em. Ủa? Bức tượng của em. Hàng độc nhất vô nhị đó. Là do chị. Em về khóc một mình đi. Phải làm gì đây nhỉ? Có cách rồi nè. Buổi biểu diễn bắt đầu. Chả quan tâm đâu. Sao cũng được. Nồng nhiệt chào đón pháp sư đất đây nào. Không. Bắt đầu buổi diễn. Ba la si bùa. Xem kỹ nha. Biến ghế bình thường thành ghế khách nát tím nè. Lại đây. Em bỏ lỡ trò vui mất đó. Cũng hấp dẫn nhỉ. Một chút thôi. Im lặng. Phép thuật thật sự bắt đầu. Trợ lý, giúp nha. Kéo đi. Trò này đỉnh quá vậy. Vẫn còn nữa đó. Mình trang trí phòng với nhau đi. Chị thấy hay đó nha. Hoàn thành rồi. Chắc tụi mình thay đồ đi ha. Ý hay đấy. Giờ tốt hơn rồi nè. Chúng ta đến rồi. Mọi người đâu hết rồi ta? Chị nghe thấy tiếng gì đó. Là em ấy. Yên lặng nào. Hãy ngồi yên trong tủ quần áo nhé. Tù nhân bé nhỏ của ta. Mình ghét nhện lắm. Là của mình. Chúng ta nên làm gì đây? Trốn ngay đây nè. Thả chị ra nào. Chị trước. Đợi đã nha. Cậu không được đi đâu cả. Chỉ mất vài phút thôi. Đợi đã nha. Sức mạnh kỳ lân. Cậu đúng là một tên mèo thô lỗ mà. Đi chỗ khác đi. Chạy ngay. Mình ghét kỳ lân. Chị nắp sâu hớt ghê đi nha. Ok. Cậu đâu rồi? Xuất hiện đi nào. Chúng ta gặp rắc rối rồi. Cậu đang trốn ở đâu vậy? Này. Đi đi. Cậu. Tên quái vật xanh này. Cậu không phải gu của mình. Làm ơn. Để mình yên đi mà. Lại đây nào. Mình sẽ mang cậu đi cùng.
bây giờ mình đi được chưa nhỉ? Chưa phải lúc này. Hãy vào trong tủ đồ mà chơi đi nha. Ghê quá đi thôi. Cái gì? Tên mèo đã đi rồi sao? Này em gái à, cậu ta đi rồi. Tuyệt lắm. Em vào trong tủ nhé. Còn chị sẽ nấp sau cái cây kia. Không được rồi. Cậu ấy có thể thấy mình. Nên trốn ở đâu đây ta? Ồ, đây rồi. Sau những chiếc hộp này. Tuyệt. Kế hoạch thất bại rồi. Mình còn có kế hoạch khác. Nên trốn ở đâu bây giờ? Ồ, cậu ta ra rồi. Ôi trời ơi. Cha cha cha. Có ai trốn ở đây không nào? Sẵn sàng chưa? Mình đến đây nha. Các cậu à, hãy nhấn nút like đi. Đừng để mình bị rơi xuống nha. Ồ, không có ai cả à. Tiếp tục tìm kiếm vậy. Mình nợ các cậu lần này á. Ồ, chào em cún nhỏ. Ngoan lắm. Sao em lại ở đây? Ồ, mèo đến rồi. Hù. Không, không, không. Ngoan nào. Ngoan, đừng cắn ta. Đợi đã nha. Ta có thứ này cho ngươi. Có phải thứ ngươi đang nghĩ đến không? Nhìn này, là thức ăn cho cuốn đấy. Ngon quá đi. Đến ăn đi nào. Bye bye. Ow. Lại nữa à? Đi thôi nào. Ok, mọi chuyện như thế là đủ rồi. Là lỗ thông khí. Với cánh tay ngắn này thì còn lâu chúng ta mới chạm tới được. Ồ, em biết rồi nè. Một cánh tay dài chính là thứ hữu ích ngay lúc này. Hay lắm. Nhìn xem em mang đến gì này. Chuyện nhỏ thôi mà. Ủa? Xin lỗi. Tránh đường nào. Em sẽ xử lý chuyện này. Ok, chị sẽ đi trước. Nhớ theo sau chị nhé. Ồ, thôi xong. Tên mèo đã tỉnh dậy. Đủ rồi. Mình thấy màu đỏ. Không, không, không. Tránh ra. Đừng mà. Ai mới là kẻ thắng cuộc đây nào? Hả? Nó thuộc về mình rồi. Cậu sẽ là của mình. Nhất định là không đời nào rồi. Cậu không thể thoát khỏi mình được đâu. Không. Cứu. Caroline à. Đừng đi mà. Giữ tay em lại. Không. Không, không. Không, đừng mà. Trò chơi kết thúc rồi nha. Thêm một người nữa. Mình đến ngay với cậu đây. Đứng yên đấy. Cậu không được đi đâu cả. Này, định đi đâu đấy? Cuộc đi săn tiếp tục. Tiếp theo sẽ là đâu đây? Phiêu, mình quay trở lại rồi. Gì thế nhỉ? Cây súng nước này sẽ giúp ích mình lắm đây. Tuyệt vời. Ô không, cậu ấy quay trở lại rồi. Mình sẽ dành tặng cậu ấy lời chào đón nồng ấm. Này mèo à, lại đây nào. Yeah, cậu đây rồi. Mình không dễ gì đấu lại đâu nha. Cậu ấy đâu rồi? Tạm biệt con trai. Ồ, không, không, không. Ồ, lưng của mình. Thời của mình đến rồi. Thử nha, đi nào. Ồ, nước. Chị đến đây. Cửa đây rồi. Tiếc quá à, mình không biết mật khẩu. Các cậu ơi, giúp mình với. Hãy bình luận bên dưới cho mình biết mật khẩu với nha. Việc này cực kỳ quan trọng á. Mật khẩu là gì nhỉ? Là gì mới được chứ? Mình cần có gợi ý. Ồ, là đây phải không nhỉ? Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Mình sẽ thử. 18, 18. Được rồi nè. Em gái à, chị đến rồi đây.
gái à. Cậu ta đâu rồi? Cậu ta chơi mình. Chắc chắn sẽ không được đâu. Xem mình đây. Né đi. Ao. Eo. Ôi trời ơi. Đừng mà, đừng. Cứu. Không. Mình năn nỉ. Cậu đừng làm thế mà. Hả? Một chiếc đồng hồ sao? Mình cần một cơ hội khác. Ồ, bây giờ mình sẵn sàng rồi. Xem đấy nè. Không. Oh yeah, thành công rồi. Chị ơi, em đây rồi. Yahoo. Chúng ta được tự do rồi. Ồ, nhìn xem. Ai ở đằng kia vậy? Dâm dâm. Ồ, thêm một tên nữa à. Dơm dơm. Ngon quá đi. Ồ, sao? Tiếp theo là các ngươi. Chúng ta phải cứu cô nàng thôi. Kéo đi. Cứng quá à. Cố lên. Chúng ta đang ở đâu vậy? Đầu của mình. Trời ơi. Sợ quá đi mất. Mở cửa ra, nhanh lên. Bọn bay trốn ở đâu rồi? Ta sẽ tìm ra thôi. Ôi trời đất ơi. Không không không. Cầu trời đừng tìm thấy mình nha. Tìm cái hộp nào trước đây ta. Ta đói bụng quá. Trời ơi. Con sống này ở đâu ra vậy? Ta đói chết mất thôi. Khoan đã, ta có cái này nè. Thật là hoàn hảo. Một vũ khí giết người sắc bén. Ồ, hỡi các linh hồn ninja, hãy chỉ cho ta tín hiệu. Rõ ràng rồi. Cái này chính là mục tiêu. Hả? Không biết nó có bén không nữa. Ồ, bén quá à. Để xem đứa nào trốn trong đó. Dơm dơm. Hả? Không có ai sao? Mình bị lừa rồi. Mình phải lên kế hoạch hành động mới được. Náp náp, suy nghĩ đi nào. Ai vậy? À ha, bọn bay không trốn được đâu. Cần có vũ khí mới. Bong bóng xà phòng hả? Đồ độc ác. Ngươi định làm gì bọn ta chứ? Cho tụi này tắm bong bóng hả? Mắc cười quá đi. Im hết đi. Rồi các ngươi sẽ thấy. Để xem ai mới đáng cười nha. Kẻ trùm thua cuộc. Ngươi vào trong tủ đi. Kẻ thua cuộc. Không, đừng mà. Điều kinh khủng nhất. Thôi đi. Ồ, chiếc răng tội nghiệp của mình. Đủ rồi. Ta sẽ dùng ngươi. Thanh kiếm sắc bén của ta. Vậy ai trong bọn bay muốn bị loại đầu tiên đi? Đừng mà. Đừng là mình mà. Không, xin đừng. Vũ trụ ơi, gợi ý cho ta nên chọn hộp nào đây. Vàng. Tốt lắm. Mặt trời, chuẩn bị lặn đi. Hả? Cái gì? Chết tiệt. Sao lại không được chứ? Đúng rồi mà. Điên thật chứ. Không có gì cả. Kinh khủng quá đi. Nó đâu rồi? Ủa? Cốc cốc. Hello. Không có ai ở nhà hết. Cô ta ở trong đó. À, mình có cách rồi. Sao yên lặng vậy ta? Hả? Hắn đi thật rồi à? Đi rồi nè. Hiu. Ra đi mọi người ơi. Hắn đi rồi. Ok. Hắn ở trên kia kìa. Ở đâu? Trên trần nhà hả? Khùng quá đi. Đúng là hắn ta rồi. Không.
mình vẫn còn sống. Mình đang ở đâu vậy? Phải dạ dày hay gì của hắn không ta? Bữa trưa ngon lành chứ hả? Nữa đi. À, động đất. Ta còn đói lắm. Món khác tới đây. Món tráng miệng của mình đang trốn ở đây. Sợ quá đi mất. Yêu, sao ơi, bạn hưởng nỗi sợ một mình đi. Mình cần phải có vũ khí. Hả? Cái tay, đừng mà. Chờ chút. Không, được rồi. Ồ, xuất sắc nha. Yêu. Trời ơi, ít ra cũng phải đánh răng chứ. Khuyên thật lòng đó. Chúng ta cần cái khác. Nữa hả? Được rồi. Lấy cái này đi. Cái gì? Là bong bóng mà. Trời ơi, tức quá đi. Ta cần vũ khí lợi hại. Không có đâu. Au! Cá răng đau. Tuyệt vời. Ồ, cá này nguy hiểm quá. Nhảy vào đi. Bắt được rồi. À, mặt trời, làm gì đó đi. Dơm dơm. Không, không, không. À, hả? Chúng ta đang ở đâu đây? Mắt của mình. Mình mù rồi. Nhỏ mặt trời ngu ngốc này. Giờ biết trốn ở đâu đây? Oh yeah. Nhiều hộp quá nè. Bọn bay đâu rồi? Đồ ăn của ta. Bạn phải đứng lên bảo vệ ranh giới của mình. Hiểu chưa nào? Không. Chờ chút. Có chuyện gì vậy ta? Hả? Không ngờ mình có ống nhòm luôn đó. Hộp của mình đâu ta? Cảm ơn nha. Cấm nhìn trộm. Ta sẽ ăn hết bọn bay. Ô không. À. Oh yeah. Chết tiệt. Lại là cái hộp không nữa. Ô, cái máy cưa. Mình sẽ dùng nó. Nhột quá đi. Dừng lại đi mà. Đủ rồi đó. Chúng ta tiếp tục đi săn nào. Bọn bay không trốn được đâu. Bạn đúng là quý ông lịch lãm mà. Âu, ra đi cái mặt kia. Bắt được ngươi rồi. Được rồi, ta sẽ ăn thịt ngươi. Khoan đã, chúng ta chơi một ván không nè? Cũng được. Ta thắng rồi. Vậy ta ăn được chưa? Khoan đã. Hả? Nhảy không? Hả? Chơi Just Dance không? Hên quá đi. Dù gì mình cũng là vua sàn nhảy. Một nhà vô địch thật thụ nè. Coi mà học hỏi đi. À, tôi đi đây. Ta-da. Mình đứng đầu bảng rồi. Và ta sẽ ăn ngươi. Hả? Mình đang ở đâu vậy nè? Chào sao? Ủa mặt trăng? Mình vui quá à. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ô không, cái gì vậy? Còn một đứa nữa thôi. Trời ơi. Mặt trời à, đến lượt của ngươi. Đưa vũ khí cho ta. Chỉ một lát thôi. Cái đầu của mình. Không, mất mặt quá đi. Đưa vũ khí khác ra đây. Thuốc nổ. Suy nghĩ lại cái đã. Không, ta muốn nó lại gần hơn nữa. Được thôi. Không, gần nữa kìa. Sao cũng được. Không, chúng ta sẽ đấu tay đôi. Trời ơi. Ngươi không sao chứ? Cố lên.
Đẹp lắm, làm tốt lắm. Hiu. Hả? Là hộp không? Ờ ha, ngươi đây sao? Ủa, ngươi không trốn được đâu nha. Ôm nhom 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 nhom. Đây là đâu vậy? Mặt trời. Này, nhìn kìa, coi chừng đó. Đừng đụng vô axit nha. Nguy hiểm lắm đó. Yêu, ghê quá đi. Làm sao để thoát ra đây? Nè, lại đây đi. Các bạn ơi, hãy cứu bọn mình nha. Bấm like để phép thuật của bọn mình trở lại nha. Yeah, được rồi nè. Cảm ơn cả nhà. Nhưng mà không đủ. Các bạn ơi, chúng ta tập hợp lại đi. Mặt trời, bọn mình tới đi. Đến rồi đó. Cứu với. Thành công rồi. Quay lại rồi à. Bọn ta sẽ chiến đấu với ngươi. Náp náp. Ta đói bụng chết mơ. Bám chặt vào mặt trăng. Không, mình không buông tay ra đâu. Ta mới khởi động thôi mà. Mọi người ơi, đến giờ rồi. Tập hợp nào. Sao không nhìn thấy gì cả? Lên nào mặt trăng. Bụi mặt trăng. Và ánh sáng sao. Ồ không. Oh no. Đây là tất cả những gì còn lại của hắn ta. Ồ, mặt bạn bị dính gì kìa. Soi gương đi. Da mình làm sao vậy nè? Mụn khổng lồ. Tóc thì bẩn. Ác mộng khủng khiếp. Quá đủ rồi. Phải làm gì đây? Không biết hết mấy trò bí ẩn chưa nhỉ? Tuyệt. Giờ mở được rồi nè. Ồ, mình có trò này. Phải né xa tay cầm ngay thôi. Âu, tay của mình. Đau quá đi. Mảnh găm khó chịu quá. Phải bỏ tụi nó ngay liền thôi. Ngón tay tội nghiệp. Cả quần áo nữa. Sao mình ở đây vậy nè? Do mặt trăng hết. Coi chừng tôi đi. Mình phải tự cố lên. Trước tiên, mình phải thay đổi. Đồ sạch đây rồi. Yeah, ổn hơn rồi nè. Giờ phải chiến đấu với quái vật mụn khổng lồ. Yêu, thấy ghê quá à. Chả có ai. Cậu ở đâu vậy tình yêu ơi? Mặt trời mất tích rồi. Này, Yugi, bắt lấy. Làm ơn, đừng. Phải cứu nàng thôi. Mi tìm nhỏ này à. Đồ thất bại. Nhỏ của ta. Đợi đó. Trò chơi kết thúc. Chào người đẹp. Cậu ổn chứ? Không khỏe lắm. Đầu mình. Gã thất bại. Đến mình nè. Mụn biến mất rồi kìa. Giờ đến vết thâm nữa. Miếng dán mụn à. Cậu giúp mình với nha. Ồ, tuyệt. Cảm ơn trời mà. Ồ, nóng quá đi. Tháo ra ngay thôi. Mụn nào cũng mờ dưới mặt trời. Bất ngờ chưa? Trong này có gì cho mình nhỉ? Ô phải, là chiếc mặt nạ. Massage chả đau tí nào. Da mình thấy đã quá đi. Wow, tuyệt vời. Này bạn kia. Ô chào. Tội nghiệp cậu. Đang tìm nàng mặt trời à. Để mình giúp cho nha.
Xem chiếc ba lô kìa, là gã bắt cóc đấy. Gã có mặt trời, thủ tiêu gã thôi. Cảm ơn đã giúp mình nha. Này cậu kia, tên kỳ lạ. Chết tiệt, mắc cỡ quá đi mà. Cố lên nào, rồi cũng tìm thấy mà. Không biết nhỏ làm gì nhỉ? Da không tì vết, chuyển sang trang điểm nè. Trước tiên là kem nền. Trời ơi, nhỏ thắng mất rồi. Phải cản trở thôi. Thêm độ cay cho kem nền nè. Ô trời ơi, mặt mình cháy mất. Phải rửa hết nó đi ngay thôi. Lập tức luôn. Phiêu, nguy hiểm đã qua rồi. Em nờ nè, Mi bị sa thải. Còn cưng thì sao? Được rồi, triển nào. Kem nền, khối gò má, kẻ mắt. Rồi đến lớp trang điểm rực rỡ. Nàng ở đâu chứ? Dễ thôi, ngưng trò rỉ nước đi. Rồi cậu sẽ tìm được. Mình biết nàng đang ở đâu. Đằng sau cánh cửa này nè. Thật sao? Dĩ nhiên. Đấy là phòng tắm nữ ấy mà. Cậu nghĩ cậu là ai? Đồ ghê rợn. Gì vậy nè? Ủa? Mình làm hỏng chuyện rồi. Nên mặc gì đây nhỉ? Ồ, có tấm vải đẹp ghê. Phải nghĩ ra gì đó. Nó sẽ là chiếc váy. Thấy thú vị à? Tới gần đây. Ồ, tuyệt. Mặc thử liền thôi. Wow. Không, chưa ổn cho lắm nhỉ. Nhấn thích video để chiếc váy có điểm nhấn nha. Nở các cậu đó. Thành công rồi nè. Các cậu tuyệt quá đi. Phải làm gì đây? Biết tìm ở đâu nhỉ? Cậu vẫn chưa bớt than vãn à? Tránh ra đi. Mình phải đi báo cảnh sát. Để mình đi chung. Cầm bức hình giúp cậu nha. Mặt trời bản thân của mình. Mình quan tâm nàng lắm. Đi thôi. Đầu tiên phải kêu nàng sĩ quan dậy thôi. Hả? Ai ở đây vậy? Mình muốn báo mặt trời mất tích rồi. Ngài phải tìm nàng đi. Để tôi làm nhận dạng. Để mình mô tả nàng cho. Nhỏ hơi giống mình, mà xấu hơn. Miệng hôi, răng xấu nữa. Cái gì? Ghi lại rồi. Trông như mặt trời nhỉ? Vâng. Không, chân dung đẹp quá. Triển liền thôi nào. Cùng chuyên gia làm việc thích quá đi. Tôi quên kính râm mất. Ra khỏi đây thôi. Đáng yêu quá à. Đi khỏi đây thôi. Âu, đầu mình. Mấy à, tôi thất vọng Mi quá đi. Mình cần thắt lưng. Có giấy nến nè. Keo nóng. Thực hiện thôi nào. Wow. Trông cũng ổn phết ha. Giờ thì sơn vàng thôi nào. Tuyệt vời. Thắt lưng mới đã xong. Họng đau quá đi. Đồ uống đi. Ống hút à. Tận dụng nó được đó. Mình cần nhiều hơn. Tuyệt. Cắt thành từng mảnh nè. Tuyệt vời. Giờ nối nó lại thành vòng cổ nè. Rồi sơn vàng. Wow.
Wow, vòng cổ ống hút xong rồi nè. Cuộn bìa cứng, có thể tái sử dụng đấy. Cắt ra thôi nào. Rồi dùng keo nóng vẽ hình mặt trời. Hiển nhiên là không thể thiếu màu đặc trưng được. Wow, vòng đeo tay tối giản xong rồi. Có hai chiếc tốt hơn. Chà, thích quá đi mất. Còn tóc mình làm gì nhỉ? Chả thấy gì cả. Cần ống dòm thôi. Chiếc ống, may quá đi. Giúp mình làm tóc với nha. Dụng cụ này cần chút nhiệt đó. Wow, lọn tóc đẹp quá đi. Xong rồi. Sẵn sàng cho cuộc chiến nữ hoàng trường cuối cùng. Đừng hòng cản mình. Cửa cản đấy. Ở lại nha. Mình làm gì đây? Biết rồi. Đúng là nơi này rồi. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Chào. Lè lẹt quá đi. Xin chào. Không, tôi đỡ em. Ngọt ngào quá đi. Cái quái gì vậy? Lưng của mình. Anh không có ý đâu. Cô ấy làm rớt chìa khóa. Phòng 4, tụi mình là bạn cùng phòng. Có người sẽ bất ngờ cho mà xem. Âu, chân của em đau quá. Hốt em đi đi. Giữ chặt đó nha. Baby, em ổn không? Đầu của em. Ngồi xuống đi. Anh sẽ quay lại ngay. Uống nước trái cây nhé. Em sẽ thấy khỏe hơn thôi. Không hề. Đừng buồn mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình ở đây rồi, bắt đầu từ đâu nhỉ? À ha. Mình đã giữ mớ Lego này lại vì lý do chính đáng. Các cậu thuộc về chăn của bạn cùng phòng với mình. Làm vậy thôi chưa đủ. Phải nghĩ cách khác thôi. Xả vài vỏ chuối đã. Phiêu. Phê thật. Anh biết cách giúp cho em rồi. Để anh băng bó cái chân đau của em lại. Đợi chút nhé. Không khó lắm đâu. Anh đã xem hướng dẫn trên YouTube rồi. Còn đau không? Au. Hiểu rồi. Thế này là chưa đủ. Để anh giúp em vượt qua. Sao mình lại? Này, sao anh lại băng bó cho em vậy? Tháo ra đi. Anh chỉ muốn giúp em thôi mà. Xin lỗi nha. Đừng xin lỗi nữa. Ô không, em phải đi đây. Em phải tìm phòng nữa. Chìa khóa đâu rồi? Nó đi đâu rồi nhỉ? Cửa không khóa. Hên thật. Bye. Coi quên vali nè. Nặng xỉu. Anh xin lỗi. Bye. Hôn tạm biệt nha. Em phải đi đây. Gặp sau nhé. Chào bạn cùng phòng. Ô chào nha. Có kịch hay xem rồi đây. À, sắp ngã rồi. Mình không phải khúc này. Các cậu ơi, hãy nhấn nút like để mình đừng ngã nhé. Yeah, cảm ơn nhiều. Phiêu, mình phải cẩn thận hơn mới được. Cậu ổn chứ? Căng quá nhỉ? Ngồi xuống đi. Sao lại có Lego trên giường mình thế này? Mình không biết gì cả. Ăn bắp rang bơ đi nè. Không sao đâu, đừng lo lắng. Được thôi. Bàn tay. Cậu ta thật hài hước. Cố với. Lại là ảnh.
Bất ngờ ghê ha. Cậu đang làm mình khó chịu đấy. Xem đây. Au. Mình chịu đủ lắm rồi. Đừng giận mà. Anh tặng hoa cho em nè. Đi ra khỏi đây đi. Mọi chuyện càng tệ hơn mà thôi. Tôi rất thèm gia vị vào cuộc sống của cậu. Cũng may là mình biết bắt đầu từ đâu. Đôi giày dễ thương đấy. Không lâu nữa đâu. Bởi vì nó sẽ dính đầy slime hôi thối. Xong. Mình quên mất Lego. Phải dẹp sang một bên cái đã. Để xem trong vali có gì nào. Ảnh. Kinh quá đi. Ê hề, đồ cầu vồng lòe loẹt. Nhìn muốn xé hết đi. Mình yếu quá à. Cắt đi vậy. Đây là sai lỗ lỗ. Buster đẹp đấy. Dẹp đi. Chắc chắn cậu ta đang đi shopping. Mình có thể kiếm cậu ấy ở đây. Lấy gì đây ta? Ngạc nhiên thật. Mình thích cái này. Ồ, trứng sô-cô-la à. Gì vậy? Gì đâu? Bye. Đầu của mình chợt nhảy số. Nhúng quả trứng thật vào sô-cô-la. Đợi một chút cho nó cứng lại. Xong, mình bọc quả trứng trong giấy bạc thật. Mình cao tay quá ha. Cú lừa đã thành công rồi. Đủ rồi. Quầy tính tiền cũng đã mở. Bộ râu hở ra kìa. Cảm ơn nha. Ngại ghê đó. Đồ của cô đây. Cảm ơn nhé. Lần sau lại ghé nha. Bye. Mình đẹp không nè? Kiểu tóc bơ phạt. Đến lông mày. Mùi khô lông không có cô gái nào có thể cưỡng lại được. Ồ. Phải vậy chứ. Mình đã sẵn sàng để lượn lờ rồi. Lắm chuyện thật. Dây giày lại tuột ra rồi. Oh yeah. Đã đến lúc đặt bơm rồi. Xong. Xong xuôi rồi. Có ai ở đây không? Trông cũng an toàn nhỉ. Ôi là trời. Cậu ta đã làm gì với đồ của mình vậy? May là mình có đem theo đồ ăn vặt nè. Nó không bao giờ làm mình thất vọng. Kinder bất ngờ là nhất. Ồ, ghê quá à. Đây không phải là bất ngờ hay ho gì. Mình phải thay đồ thôi. Bộ này được nè. Đồ mình bị phá hết trơn rồi. Cả giấc mơ về chiếc xe đạp mới nữa. Mình sẽ cố gắng cứu tấm poster. Cũng không đến nổi. Ồ, mình trễ học rồi. Thay giày lẻ rồi đi thôi. Yêu ơi. Quan trọng là mình không còn thời gian để thay nữa. Nhưng em không hề thất bại. Em là người khó tính. Anh có đang lắng nghe không vậy? Này. Trông khủng thật chứ. Tội nghiệp. Chào. Tặng cho em nè. Cảm ơn anh nhiều nhé, Hughie. Còn quà của em đâu? Đây nè. Gậy bóng chày. Quý hóa quá. Cầm lấy. Kích hoạt quả bơm thôi nào.
Đây là do em, tại em cả đấy. Đưa điều khiển đây cho anh, em đừng hòng lấy lại được. Gì chứ? Tại ảnh sao? Tại anh ấy đó, hiểu lầm thôi mà. Tôi đi đi. Mình thách cậu một trận, một trận khiêu vũ, chấp nhận lời thử thách. Mình là vua sàn nhảy đó nha. Rem là tên đệm của mình mà lì. Xem rồi học hỏi nè. Ai cha, ấn tượng sương sương đấy. Giờ hãy chóng mắt xem người chuyên nghiệp nhảy nè. Ánh sáng, lên nhạc, vào việc. Khán giả sẽ quyết định trận chiến này. Hãy nhấn nút thích nếu cậu thích mình nhảy nhé. Hãy bình luận bên dưới để bình chọn cho mình nha. Người chiến thắng là... Ê, mình chả quan tâm. Cậu nhận bó hoa này đi. Yeah, mình thắng rồi. Em ấy đâu rồi nhỉ? Kìa. Đừng khóc nữa nhé. Đi ra đi, tôi không muốn thấy anh đâu. Đợi đã, mình làm gì bây giờ? Xe đạp, đây là ước mơ của cô ấy. Mình sẽ tặng cô ấy chiếc xe đạp. Gì chứ, 700 đô à. Mình còn mỗi một đô thôi. Phải kiếm 699 đô còn lại thôi. Em gọi pizza à? Hả? Vâng. Là anh sao? Còn tiền thì sao? Các cậu nhấn like để giúp mình kiếm tiền nhé. Cảm ơn nhiều nha. Mình làm được rồi. Hy vọng chiếc xe đạp này sẽ làm cô ấy vui lên. Mình là vũ công giỏi nhất. Chúa ơi, cái gì vậy? Xe đạp à? Mình luôn muốn có một chiếc. Không thể tin vào mắt mình luôn. Xe đạp, tặng cho em hả? Ừ, đúng vậy, tặng cho em. Ồ, thôi xong rồi. Cả hoa nữa nè. Cảm ơn anh nhiều nha.